Xin chào các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học từ vựng nâng cao, chủ đề đó là ưu và nhược điểm của Internet. Các từ vựng trong video sẽ giúp cho các em tham khảo trong các bài viết hay bài nói tiếng Anh. Các bài nói hay bài viết tiếng Anh của các bạn sẽ nâng tầm lên một trình độ mới hơn hẳn nếu các bạn dùng chúng đấy. Nào, bây giờ chúng ta hãy xem video và khám phá nhé. Đầu tiên thầy sẽ trình bày dàn ý chung cho bài này như sau. Trước khi đi vào từng nội dung ưu điểm và nhược điểm, bạn hãy mở đầu cho bài viết của mình bằng cách nói ngắn gọn về Internet kiểu như là Modern life has become easier and the people of the world have to thanks to the immense contribution of the Internet technology to communication and information sharing. Modern life là cuộc sống hiện đại đã trở nên dễ dàng hơn và con người ở trên thế giới phải nhờ vào những đóng góp vô cùng to lớn. Contribution là đóng góp ha. Immense là vô cùng to lớn. Of the internet technology, nghĩa là công nghệ internet, vào lĩnh vực giao tiếp hay là truyền thông và chia sẻ thông tin đấy. Ok, và chúng ta có thể bổ sung những thông tin như là we can use internet to communicate with people around the world, do business, make new friends, learn different cultures, search information, study, and etc. Chúng ta có thể sử dụng internet để mà giao tiếp với mọi người trên khắp thế giới. Do business là làm kinh doanh, make new friends, kết bạn với những người bạn mới ha. Learn different cultures là học những nền văn hóa khác, tìm kiếm thông tin, search information, và studying và để mà học hành ha. Và chúng ta sẽ có một bước ngoặt, đó là however, tuy nhiên, the internet also contains some unwanted elements or disadvantages. The following are the advantages and disadvantages of the internet. Có nghĩa là tuy nhiên thì internet cũng chứa đựng những cái yếu tố không mong muốn, những yếu tố, những thành phần element và không mong muốn là unwanted, hoặc là disadvantages là những bất lợi ha. Sau đây là the following, sau đây ha, là sự thuận tiện và bất tiện của internet. Rồi, bạn nào có mở bài hay hơn thì hãy sáng tạo thêm nhé. Đầu tiên là ưu điểm của internet, đó là the advantages of internet. Ý thứ nhất đó là về phần giao tiếp, communication, giao tiếp hay là truyền thông ha. Ý thứ hai là thông tin và giáo dục trực tuyến, đó là information and online education. Ý thứ ba đó là về giải trí, entertainment. Ý thứ tư đó là mua sắm trực tuyến, là online shopping. Ý thứ năm là làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, đó là easier and better life. Ý thứ sáu là cỗ máy kiếm tiền, monetizing machine. Và những bất lợi của internet đó là the disadvantages of internet. Ý thứ nhất đó là phí thời gian, đó là waste of time. Ý thứ hai đó là không an toàn cho trẻ em, not a safe place for children, không phải là một nơi an toàn cho trẻ em ha. Ý thứ ba đó là lừa đảo, frauds. Ý thứ tư đó là con người lười vận động hơn, lazy for outdoor activities, đó là lười cho những hoạt động ngoài trời ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học từng mẫu câu và từng từ vựng dành riêng cho mỗi điểm như sau nhé. Đầu tiên là thuận lợi của Internet. Ý thứ nhất là giao tiếp, communication. You can use the email to send and receive the instant electronic messages. It works like writing the letters. The messages are delivered instantly to people anywhere in the world.
while the traditional meal takes a lot of time. Đó là bạn có thể sử dụng email để mà gửi và nhận. Chúng ta dịch cái từ messages trước ha. Đó là tin nhắn, những tin nhắn điện tử ngay tức thì. À, và nó hoạt động như là it works like, nó hoạt động như là chúng ta viết thư vậy. À, đây là những cái thư điện tử này sẽ được chuyển đi một cách tức thì. À, có nghĩa là rất là nhanh, trong vòng vài giây thôi ha. To people anywhere, đến người khác mà bất kỳ nơi nào ở trên thế giới này ha. While, trong khi đó thì traditional meal, thư truyền thống, thì takes a lot of time, thì mất rất là nhiều thời gian ha, để mà vận chuyển đi ha. Moreover, là ngoài ra, communicating and staying in touch with friends and relatives by using smartphone applications like Facebook, Skype, Line, Zalo, etc. has become easier and more convenient, which had never happened 20 years before. Việc giao tiếp và giữ liên lạc với những người bạn hay là chúng ta có relatives là những người thân quen, những người bà con ha, bằng sử dụng những cái app điện thoại như là Facebook hoặc là Skype hoặc là Line hoặc Zalo vân vân đã trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều ha. Mà điều này thì nó không bao giờ diễn ra vào 20 năm trước đó. Đó, chúng ta nói sự thuận tiện của internet trong việc giao tiếp là như vậy đó, có nghĩa là bây giờ nó rất là thuận tiện hơn. Và 20 năm trước thì điều này đã không bao giờ diễn ra ha. Ok, ý thứ hai trong thuận lợi của internet đó là thông tin và giáo dục trực tuyến, information and online education. Nowadays, students of colleges and universities mainly depend on the internet not only to complete their assignments but also to keep themselves up to date. Ngày nay thì những sinh viên của các trường đại học hay là cao đẳng, college là trường cao đẳng và university là trường đại học ha, mainly depend on, phụ thuộc chủ yếu vào internet, not only là không chỉ để mà hoàn thành những cái bài phân công về nhà của họ, mà còn but also keep themselves, giữ cho họ luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Up to date, cập nhật ha. Rồi chúng ta có thể thêm ý nữa, đó là we can talk to specialists without actually visiting them, and we can also get professional assistance through the internet. Chúng ta có thể nói chuyện với những chuyên gia, specialist là chuyên gia ha, without, mà không cần phải thật sự viếng thăm họ, đến chỗ của họ đó ha. Và chúng ta có thể có những cái trợ giúp chuyên nghiệp, professional là chuyên nghiệp, assistance là trợ giúp, through the internet, nó là thông qua internet, rất thú vị ha. Đối với cái ý thứ hai này thì chúng ta sẽ có thêm những từ vựng để các bạn có thể mở rộng những ý kiến của mình. Ví dụ như là chúng ta có tính từ có sẵn available, tìm kiếm là search, kiến thức là knowledge, một lượng thông tin khổng lồ là a huge amount of information, khóa học từ xa là distanced course, hiệu quả là efficient, thuận tiện là convenient, công cụ tìm kiếm là search engine, anh như là Google đó, được gọi là search engine đó. Ý thứ ba đó là entertainment, giải trí. Ở phần này các bạn có thể kể ra các tiện ích của internet mang lại như là online games, chatting, surfing, music, movies, dramas and TV shows are becoming the most common sources of entertainment. Những cái game online nè, chat chít là tán gẫu ha, surfing là lướt mạng, lướt web ha, nghe nhạc, xem phim, nghe kịch, hoặc là những chương trình TV, những chương trình truyền hình đó, thì đang trở thành
những nguồn giải trí phổ biến nhất ngày nay ha. Đó, source là nguồn ha, source is những nguồn ha. Rồi, games are available for free. Chat rooms are available to discuss on any topic. Entertainment websites, online movies, and other TV shows are also easily accessible just because of the internet. Những cái trò chơi game trên vi tính thì miễn phí, và những cái phòng chat thì lúc nào cũng có sẵn để mà discuss, thảo luận trên bất kỳ nhóm nào. Chúng ta có thể thấy cái ý này bằng cách là ở trên Facebook có rất là nhiều group bàn về cái này, bàn về cái kia đấy, và ở trên Facebook có rất là nhiều group nói về tiếng Anh, chia sẻ học tập tiếng Anh, các bạn có thể tham gia vào ha. Entertainment websites, những trang web giải trí, online movies, phim ở trên mạng, other TV shows hoặc là những chương trình TV khác thì rất là dễ dàng truy cập vào, chỉ bởi vì có internet mà thôi. Đó, just because of the internet. Đấy, rất là thú vị ha. Ngày xưa thì chúng ta phải mua từng cái băng, từng đĩa và chúng ta sẽ mở lên mà xem. Ngày nay thì chúng ta chỉ cần kết nối internet và tất cả mọi thứ đều là free. Tất nhiên là free này là chúng ta cần phải có quảng cáo để mà ủng hộ những người mà sáng tạo ha. Và lý do tại sao mà chúng ta cần có quảng cáo đó. Number 4, mua sắm trực tuyến, đó là online shopping. Online shopping. Internet shopping is becoming popular because of virtual or online shops. You can buy anything you want without going out of the home. Mua sắm trực tuyến, mua sắm trên mạng thì trở nên rất là phổ biến, bởi vì chúng ta có thể dùng virtual hay là online shops đều được ha. Đều có nghĩa là shop điện tử, những cái cửa hàng điện tử ha. Nếu bạn nào không thích dùng từ virtual, nghe có vẻ lạ, thì hãy dùng online shops. Bạn có thể mua, you can buy anything, bất cứ thứ gì you want, mà bạn muốn, mà không cần phải đi ra khỏi nhà ha. Ý thứ năm đó là làm cho cuộc sống dễ dàng hơn. Easier and better life, cuộc sống dễ dàng và thoải mái hơn ha. Rồi, internet makes our life more simple and convenient. There are numerous online services such as we can perform all our transactions online. We can book the tickets. We can transfer the money. We can pay taxes, electricity, etc. Internet đã làm cho cuộc sống chúng ta more simple and convenient, càng dễ dàng và thuận tiện hơn. Có vô số những dịch vụ online, chúng ta có từ numerous là vô số ha, rất là nhiều ha. Services là những dịch vụ ha, như là chúng ta có thể perform là thực hiện all our transaction online. Transaction có nghĩa là giao dịch, thực hiện những cái giao dịch mua bán hay là giao dịch điện tử. We can book the ticket, chúng ta có thể đặt vé nè. We can transfer the money, chúng ta có thể chuyển tiền nè. We can pay the taxes, electricity, chúng ta có thể trả tiền thuế nè, trả tiền điện nè, vân vân. Đấy, rất là tiện lợi đúng không nào? Ý thứ sáu trong cái thuận tiện của internet đó là monetizing machine, là một cỗ máy kiếm tiền. You can own many websites of Facebook selling a variety of products online. You can also create contents on your websites or videos on YouTube and monetize them by advertisements. These days, a lot of people can earn huge profit from doing business online. Bạn có thể sở hữu nhiều trang website hoặc là Facebook mà bán rất là nhiều sản phẩm ở trên mạng ha. You can also create contents on your websites or videos on YouTube and monetize them by advertisements. Bạn có thể sáng tạo, create ha,
contents nội dung, có thể làm video như là thầy ha, hoặc ở trên trang web, hoặc là những video ở trên YouTube, và kiếm tiền chúng bằng việc là gắn quảng cáo advertisements. Okay. Và these days a lot of people can earn huge profit from doing business online. Và ngày nay thì có rất là nhiều người có thể kiếm những lợi nhuận khổng lồ ha. Từ cái việc làm kinh doanh ở trên mạng ha. Và ở trong quá khứ thì điều này rất là khó ha. Còn bây giờ thì một người có thể ngồi trước một màn hình vi tính và có thể làm kinh doanh và kiếm rất là nhiều lợi nhuận ha. Đó là thuận lợi rất là to lớn của Internet ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần disadvantages of Internet. Nó là những bất lợi, những bất tiện của Internet ha. Một đó là lãng phí thời gian, đó là waste of time. Most people have less time face to face with their friends and family. They prefer meeting on the social networks. Some people get addicted to the internet, which cause many health problems. They spend too much time on watching videos, surfing Facebook, and listening to music. Of course, they have less time for work and study. Hầu hết mọi người thì có ít thời gian mà gặp trực tiếp, gọi là face to face ha, với những người bạn và gia đình mà họ thích, prefer là thích hơn ha, thích gặp gỡ ở trên mạng xã hội hơn. Chúng ta có thể thấy cái hình ảnh này rất là quen thuộc, đó là bình thường thì chúng ta ngồi nói chuyện thì không biết phải nói gì, mà cứ lên trên Facebook Messenger là cứ nhắn chat rồi gửi những biểu tượng thường xuyên ha. Đó, dạo này là chúng ta thấy rất nhiều người đang ở trong tình trạng giống như vậy, là cái ý này ha. Và một vài người thì get addicted, đó là bị nghiện ha. Bị nghiện với internet thì chúng ta không dùng with mà dùng từ addicted to nha. Bị nghiện internet mà điều này which gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe ha. Đó. Rồi, they spend too much time, họ dành quá nhiều thời gian vào việc xem video nè, surfing Facebook nè, lướt Facebook nè, và nghe nhạc. Đó, of course, dĩ nhiên thì họ sẽ có ít thời gian hơn cho công việc và cho học tập, đúng không? Đó, đó có nghĩa là đó là nếu mà chúng ta lạm dụng quá thì nó sẽ trở thành một điều xấu ha. Nghĩa là đó, mất rất là thời gian và thậm chí chúng ta sẽ bỏ bê cái việc học và làm việc luôn ha. Rồi number two, đó là một nơi không an toàn cho trẻ em. Not a safe place for children. Ở phần này thì các bạn hãy tự thêm thông tin vào nhé. Thầy sẽ cung cấp số từ vựng như là đó là pornographic photos and videos. Đó. Cái từ này chúng ta hay nói dùng là porn đó, phim hay là hình khiêu dâm ha. Đọc là pornographic photos and videos. Phim bạo lực là violent films. Những video khiêu khích và cổ vũ bạo lực như là violent videos. Đó. Hoặc là chúng ta có thể ghi cái câu này cũng rất hay nè. Có hàng nghìn trang khiêu dâm trên mạng mà chúng rất dễ dàng được tìm thấy. Đó là there are thousands of pornographic sites on the internet that can be easily found. Hey. Thì tất nhiên là những cái thứ này thì rất là không tốt cho chị em ha. Rồi ý thứ ba đó là fraud, lừa đảo. Our system can get infected from viruses and ultimately damage our important data, which is difficult to recover. These viruses are transported via the internet, CDs and USBs. Có nghĩa là hệ thống của chúng ta có thể bị nhiễm virus, bị nhiễm là get infected, cái gì đó là from virus, virus chúng ta đọc là virus và thêm số nhiều là viruses, và có thể damage, phá hủy ultimately một cách rất là khủng khiếp ha, rất là hoàn toàn ha, một cách rất là lớn những cái
data, data là dữ liệu, important là quan trọng, dữ liệu quan trọng. Mà những dữ liệu này thì rất là khó để mà phục hồi ha, nếu mà bị virus xâm nhập. À, những virus này thì được truyền thông qua internet nè, đĩa CD nè, hay là USB. Ngày nay thì chúng ta dùng USB thì cũng khá là nhiều và nó sẽ truyền virus qua USB ha. Hoặc là chúng ta có thể nhấp vào những cái đường link vô tình nào đó và nó dẫn đến việc là nó tự tải những cái virus về ha. Rồi, once hackers get this information, you can easily become a victim of money frauds. Ok, những cái hacker mà có được những cái thông tin này thì bạn có thể dễ dàng trở thành một nạn nhân của việc lừa đảo tiền ha. À, họ có thể là đổi cái việc mà phục hồi thông tin cho chúng ta, lấy tiền đấy, hoặc là lấy thông tin thẻ tín dụng hay cái gì đó, họ rút tiền luôn, nó rất là khủng khiếp ha. Đó là mặt trái của internet ha. Ý cuối cùng đó là con người lười vận động hơn, đó là lazy for outdoor activities. Activities là những hoạt động, outdoor là ngoài trời ha. Lazy là lười. The advantages of internet help people do almost everything without going out. That's why they are very lazy for outdoor activities. They prefer staying home, working and entertaining, which leads to obesity, health problems, vulnerability to diseases. Những thuận tiện của internet đã giúp cho người ta làm hầu như là tất cả mọi thứ mà không cần phải đi ra ngoài. Đó, lý do là họ lười đó. Mà that's why, đó là lý do tại sao mà họ rất là lười cho những hoạt động ngoài trời. Thì con người chúng ta thì thích ở nhà nè, làm việc ở nhà luôn, bằng máy vi tính luôn, hoặc là giải trí cũng bằng máy vi tính qua mạng luôn. Mà điều này dẫn đến obesity là béo phì nè, health problems, những vấn đề về sức khỏe như là vấn đề mắt à, hoặc là ngồi quá nhiều thì ảnh hưởng lưng rất là nhiều, hoặc là rất là nhiều về vấn đề sức khỏe ha. Chúng ta có thể tự tìm hiểu thêm, nếu bạn nào muốn thêm vào thì cứ tự thêm vào. Nếu mà bài viết mà cần cái nội dung nhiều hơn thì chúng ta thêm thông tin nhiều hơn, còn không thì chúng ta ngắn gọn thông tin lại. Vulnerability có nghĩa là rất là dễ tổn thương, dễ cái gì đó. Và vulnerability to diseases là dễ mắc bệnh ha. Chúng ta có tính từ là vulnerable à, và chỗ này thầy dùng thì kiểu là danh từ ha. Rồi, trên đây chỉ là những ý kiến và bài viết mang tính chất tham khảo. Thầy mong các bạn sẽ sáng tạo thêm cái ý tưởng của mình bằng cách vận dụng các từ vựng ở trên và sắp xếp theo ý thích của mình nha. Ngoài ra thì thầy cũng sẽ cung cấp một số từ vựng bên dưới liên quan, chúng ta hãy tham khảo thêm nhé. Rồi, thanks to là nhờ vào ha. Chúng ta có thanks for là cảm ơn vì cái gì đó. Contribute là động từ đóng góp, contribution là sự đóng góp. Technology là công nghệ. Communicate, giao tiếp. Communication là sự giao tiếp, sự liên lạc. Message, tin nhắn. Email, thư điện tử. Information, thông tin. Convenient, thuận tiện. Do business, làm kinh doanh. Advertise, quảng cáo. Advertisement, đó là danh từ quảng cáo. Application, ứng dụng. Cái này ứng dụng là app, mà mấy cái app mà gọi là tắt app cho điện thoại ha. Source là nguồn. Depend on, phụ thuộc vào. Artificial intelligence, trí tuệ nhân tạo. À, ý này cũng rất là hay. Những ứng dụng của trí tuệ nhân tạo vào sản xuất và máy tính rất là thú vị ha. Nếu bạn nào muốn thêm những cái ý nào về cái chỗ này thì chúng ta thêm vào nhé. Up to date là theo kịp với thời đại. Out of date là lỗi thời. Trend là xu hướng. Available, có sẵn hoặc là sẵn có. Free, miễn phí. Soft là lướt. Entertainment, giải trí, sự giải trí. Website là trang web. Accessible là dễ vào hoặc là có thể truy cập vào.
News là tin tức. Inform có nhiều kiến thức hoặc là hiểu biết. Online shopping, mua sắm trực tuyến. Waste of time, tốn thời gian. Spend, dành thời gian cho cái gì đó. Safe là an toàn. Addicted to là nghiện vào cái gì đó. Chúng ta nhớ addicted đi với từ to trong là with nha. Dangerous là nguy hiểm. Privacy exposure. Exposure là lộ cái gì đó hoặc là phơi bày ra cái gì đó ha. Và privacy là sự riêng tư, mà ý này có nghĩa là lộ đời tư ha. Money fraud, lừa đảo tiền. Online business, kinh doanh trực tuyến. Credit card, thẻ tín dụng. Personal information, thông tin cá nhân. PIN code là mã PIN, có nghĩa là mật mã của thẻ gì đó ha. Victim là nạn nhân ha. Virus là virus. Malware là phần mềm gián điệp. Threaten là đe dọa. Và harass là xâm hại. Rồi, đó là những từ vựng mà các bạn có thể tham khảo trong bài viết này để mà áp dụng thêm cho bài viết của chúng ta. Hy vọng là chúng ta sẽ có đầy đủ các từ vựng để mà phát triển nội dung của cái bài viết này nhé. Nếu thấy hay thì các bạn hãy like và share video cho thầy. Và đừng quên bấm nút subscribe để mà đón xem những video mới của thầy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.